Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã có thông tin chính thức về việc khởi tố bị can và bắt tạm giam với ông Đặng Anh Tuấn, Tránh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Các bị cáo đưa ra cả trăm lý do để xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ. Ông trùm đường dây đánh bạc Phan Sào Nam tiếp tục hầu tòa xử phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh từ ngày 5 tháng 3 chiều ngày 25 tháng 4. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã có thông tin chính thức về việc khởi tố, bắt tạm giam Tránh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông Đặng Anh Tuấn. Theo đó, thực hiện công tác điều tra giai đoạn 2 vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm phạm tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Anh Tuấn, sinh năm 1970, hiện là Tránh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hành vi phạm tội của Đặng Anh Tuấn được xác định, tháng 10 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký quyết định số 1718, QĐ-BTTTT thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao do Nguyễn Văn Dương điều hành, đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài tip, cờ lắp. Bắt Tránh Thanh tra Bộ TTE và thị trấn liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý. Tuy nhiên, Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Tránh Thanh tra, Bộ Thông tin và Truyền thông không tham mưu để Bộ trưởng chỉ đạo xử lý theo đề xuất của đoàn kiểm tra. Mặc dù không phải là thành viên đoàn kiểm tra, nhưng vì ý thức chủ quan của cá nhân, Đặng Anh Tuấn đã ký phiếu trình số 63/PTR-TTRA ngày 8 tháng 6 năm 2017 đề xuất Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý. Việc này dẫn đến hoạt động của game bài tip, cờ lắp không được ngăn chặn xử lý kịp thời, để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài, thu lợi bất chính đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, lợi ích vật chất của nhà nước và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông tin thêm, đang tiến hành các biện pháp điều tra mở rộng vụ án, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Đặng Anh Tuấn. Ông Đặng Anh Tuấn sinh năm 1970. Ông Tuấn từng công tác tại Vụ Pháp chế Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2002 đến 2008. Ông giữ chức Cục Phó Cục Thông tin Đối ngoại từ tháng 9 năm 2008, Vụ trưởng Vụ Pháp chế từ 2012 đến 2015. Ngày 20 tháng 4 năm 2015, ông Tuấn được bổ nhiệm làm Tránh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. Đường dây